Thưa quý vị, qua 3 năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Đà Nẵng đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, dù mới thí điểm với nhiều điểm mới so với trước, nên thực tế còn nhiều khó khăn vướng mắc, trong đó có vấn đề về tài chính ngân sách, khi quận phường không còn là một cấp ngân sách mà trở thành đơn vị dự toán. Tìm hướng tháo gỡ để tăng tính chủ động cho địa phương ngay từ cơ sở đã được thành phố chú trọng. Tròn một năm sau đợt mưa lớn và ngập lụt lịch sử năm ngoái, giữa tháng 10 vừa qua, Đà Nẵng lại hứng chịu một đợt mưa lớn gần như tương tự với tổng lượng mưa phổ biến từ 700 đến 900 mm. Nhiều khu vực ngập sâu nhưng nhờ chủ động các phương án ứng phó nên thiệt hại được giảm thiểu tối đa so với năm ngoái. Gần 7.000 người dân vùng thấp trũng được sơ tán đến nơi an toàn kịp thời. Đặc biệt, ngay sau khi nước rút, các địa phương đã khẩn trương triển khai khắc phục hậu quả để nhịp sống nhanh chóng quay lại bình thường. Trong cái mưa bão vừa qua, địa phương đã chủ động sử dụng các nguồn chi của địa phương được phép, đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo cho cái việc xử lý ngập úng trong cái địa bàn phường. Cụ thể như là đi nạo vét các cái cửa thu nước, rồi ra quân dọn các cái vệ sinh tại các cái hố ga, các cái kiệt hẻm trong khu dân cư, làm các cái vật dụng phục vụ cho các cái lực lượng để triển khai thực hiện nhiệm vụ này. Với cái việc mà sử dụng nguồn kinh phí trong cái từ nguồn chi khác của đã được bố trí thì địa phương cũng đã chủ động để giải quyết vấn đề đó và xử lý kịp thời để hạn chế thấp nhất cái việc ngập úng trong các khu dân cư của người dân. Khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, quận phường trở thành đơn vị dự toán ngân sách nên không còn nguồn tăng thu, kết dư ngân sách, dự phòng ngân sách, thậm chí quỹ thi đua khen thưởng. Trong khi đó, nhiều việc phát sinh đột xuất ở cơ sở như công tác phòng chống thiên tai, bão lụt, diễn biến phức tạp, khó lường mà cơ chế điều chỉnh dự toán ngân sách theo quy định không thể kịp thời để giải quyết, nhất là những vấn đề dân sinh bức thiết. Qua giám sát, những bất cập từ thực tế ở cơ sở đã được thành phố có hướng thao gỡ. Hội đồng nhân dân đã thống nhất là tăng chi khác cho các địa phương đến 6% rồi. Như vậy là các địa phương hoàn toàn chủ động những vấn đề trong chi thường xuyên của mình để mà giải quyết những vấn đề phát sinh. Còn những nhiệm vụ khác thì các địa phương có quyền đề nghị với thành phố và hội đồng nhân phố nếu thuộc thẩm quyền thì vẫn họp hàng tháng được chứ mà. Thường trực hội đồng nhân phố thì họp hàng tuần. Thì câu chuyện này có nghĩa là những vướng mắc lớn nhất là vấn đề cấp ngân sách hay cấp dự toán thì chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được. Thực tế qua 3 năm thí điểm chính quyền đô thị tại Đà Nẵng cho thấy bộ máy chính quyền được tinh gọn, hoạt động nhanh nhạy, thông suốt, chủ động điều hành, giải quyết kịp thời và hiệu quả những vấn đề cấp bách của địa phương. Mới đây, Chính phủ đã đề nghị Quốc hội có nghị quyết mới về chính quyền đô thị, cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng. Trong đó, riêng về cơ chế quản lý tài chính, ngân sách cũng đã được đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, qua đó đáp ứng yêu cầu điều hành ngay từ chính quyền cơ sở.